Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái bộ đồ huyết ưng nha mọi người ơi. Và sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì siêu phẩm của chúng ta đã được chính thức update rồi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua trailer bộ đồ huyết ưng này một chút nhé. Và mình đã mong ngóng rất lâu rồi anh em ạ. Mà thôi, không chần chờ, không để anh em chờ đợi lâu nữa. Mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm. À không, hôm nay thì có sự góp mặt của cả bé nữa. Bé chào mọi người đi. Hello mọi người, mình là bé đây. Rồi sao nữa? Chào mừng các bạn hãy chào mừng các bạn đến với cả kênh của Lộc Bích Lơ. Thì mọi người Rồi hôm nay mình với cả cùng Lộc quay bộ đồ huyết ưng nhá. À đâu, đúng rồi, bộ đồ huyết nhã chứ. huyết nha, nó ghi là Ở huyết huyết nha. nha, huyết nha. Ủa sao mình tưởng là huyết ưng nhở? Hôm qua bọn xem nó là huyết nha mà. À thế á, đây. Bộ đồ huyết nha nha mọi người. Cái này không không thấy hiện cái à, nó chỉ hiện ra 5 bộ đồ đấy đúng không nhở? Đây là năm cái bộ đồ chính trong cái vòng quay huyết nha đúng không? Nó ghi là huyết nha. Đúng rồi. Ủa thế tên của nó là như này hay là do cái bản Việt hóa này sai nhỉ? Hay là tên này đúng nhỉ? Huyết nha đúng mà. À Đây ok. này, miếng ấy của huyết nha này. Ok. Đây là cái bộ đồ gọi là mình đang mong chờ nhất đây, đây là chính là cái bộ đồ chính này anh em. Các bạn có thể xem qua cái hòm của bộ đồ này. Thực ra thì đã có nhiều các YouTuber họ đã review trước rồi. Đấy. Cực kỳ gọi là chim ưng cái dù này luôn anh em ạ. Dù này nó có cái hiệu ứng động nữa nha, cả ba lô cũng thế, mỗi lần mà mình bay hay là mình di chuyển đi là cái nó sẽ có luôn cả cái hiệu ứng động nữa, cho rất là chân thật luôn. Thêm cái gậy lưỡi hái giống như kiểu lưỡi hái thần chết đấy nhở, nhìn chất dã man luôn đấy, đúng như mình mong chờ. Ngày trước nó ra bộ đồ Pharaon, tuy nhiên thì mình không sở hữu tại vì mình không thích cái theo kiểu gọi là phong cách gọi là hoàng gia, tại vì mình cứ thích kiểu bụi bặm. Và hôm nay đã ra cái bộ đồ huyết nha này cực kỳ giống phong cách của mình luôn, tông màu đỏ đen trong cũng đẹp nữa, cực kỳ thích luôn anh em ạ. Đây là cái mảnh ngôi sao nguyên liệu tinh xảo dùng để nâng cấp thánh giáp này, đá thiên thạch này, và đây là xu huyết nha. À có nghĩa là nếu như mà mình không quay ra được bộ đồ thì mình dùng cái xu này mình đổi được đấy. Hình như là nghe nói là 1.000 xu hay là 600 xu hay sao ấy. Thôi quay đi nhở, quay lắm bộ đồ đẹp dã man luôn đi nhở. Thế tí nữa mình cũng là xe và mình quay ác của mình luôn. Rồi bây giờ hay là cho bé quay phát X10 đầu tiên đi mọi người nhỉ, để xem coi là bé có may mắn với cái vòng quay đầu lần đầu tiên hay không. Hay bây giờ mình có ý kiến thế này nhá. À Mình quay đầu nhưng mà có nghĩa là vợ quay nhưng mà chồng không được nhìn. Chồng hiểu không? không phải nhìn đấy Ừ, để chỉ vợ nhìn thôi, hoặc là sau đó nó hay ra, không thì hoặc hay là nó không ra cái gì đó, sau đó vợ vợ sẽ nói cho chồng biết rồi chồng sẽ không được nhìn vào vào đây, chồng hiểu hay không? không là không mình chơi như này hay hơn này. Bây giờ ấy ai mà quay đen ấy thì sẽ phải rửa bát cả một tuần. Chơi không? Việc rửa bát là của chồng mà, tại sao bây giờ lại thêm như thế nhở? Không, không chơi ăn gian, chơi ăn gian. Rồi. Được, nếu nếu như thế nhá, bây giờ nếu ai mà quay đen thì sẽ phải dọn nhà một tuần, ok? Rồi, ok Ok nha, bây giờ rồi. bé bé là lần đầu tiên nhá. Rồi bé quay đầu tiên đi, quay rút thăm X10 đấy, quay luôn đi. Ok, mình bắt đầu này mọi người. Đầu nghĩ phát xem là hôm nay đã chuẩn bị trước hơn 50.000 UC rồi. Uầy, hiệu ứng đỉnh nha. Thử xem cái hiệu ứng này trước đi, tí nữa mình bỏ qua cho nó nhanh. Nhưng mà nó hơi lâu đúng không? Nó hơi lâu. Ủa cái này là mình đã chọn cái bộ đồ huyết nha để mình quay chứ nhở? Cái này, cái vòng quay này nó có nhiều bộ đồ ấy, nên mà mình phải chọn đúng để mình quay đấy. Rồi nó giống như kiểu cái thánh giáp Pharaoh ấy, nó có 4 bộ đồ hay sao ấy, mình phải chọn từng bộ để mình quay ra ấy. Hình như là cái này là nó đang quay cái vòng quay của cái thánh giáp Trời này hay ơi. sao ấy. Cái này chắc là muốn mình kiểu rửa bát nhiều đấy cho mình mới cho mình quay trước đây. Có nghĩa là ai mà quay ra được cái bộ này là người đã chiến 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 thắng luôn nhé, hiểu không? Mình sẽ quay kiểu so le hiểu không? Ok. Đấy. Uầy, hồi hộp dã man, nhưng mà cái này hơi lâu đúng không? Tí nữa mình bỏ qua đi. À không, bây giờ cứ vòng quay của ai thì người ấy tự ấn, có nghĩa là khi mà Bỏ qua nha. tuy khi bây giờ vẫn quay thì vợ muốn bỏ qua luôn thì vợ bỏ qua. Ai được cái khung kìa. Không thì không nói làm gì. Đây mình gọi là mình phải chọn bộ đồ đúng không? Mình chọn bộ đồ như này đúng không nhỉ? Chọn đây này. À chọn sau ấn vào đây là Đấy. mình quay đúng không? Có đúng không ta? Đúng rồi. Đó. Như này đúng không? Rồi rút thăm nha.
Đồng ý này, mình tính hết rồi thì mẹ cho béo quay đầu tiên để cho cái vòng đầu tiên nó kiểu nó mắc lên đi, mình tăng cái may mắn của mình lên. Trời đất ơi, đấy là con người biết quay nhưng mà lại lươn lẹo với vợ mình đó mọi người. Đùa đấy, tưởng ăn được cái bộ đồ này hai vòng quay mà dễ lắm hay sao? Bộ đồ này là bộ đồ gọi là siêu phẩm trong cái ngày hôm nay, làm sao mà dễ ăn được, với lại hai vòng quay x10 đúng không? Bỏ qua luôn này, nhiều khi nó dễ dao. Ồ, lưỡi hái này. Ra luôn cái gì kìa. Hái thôi. Đấy, rồi, tiếp tục. Mình Mình cũng nha, mình là bé 25 quay lần thứ ba nhá. rồi ok luôn. Đấy, nếu nếu như bạn mà muốn để luôn hay bạn muốn ấn bỏ qua thì bạn cứ ấn thôi. Nhưng mà cái này hơi lâu ấy, hay bỏ qua cho nó nhanh nhỉ? Mình Từ chơi theo từ kiểu sát từ phạt luôn đi. từ để nó ra một hai cái. Không, tại vì quay như này là nếu như mà quay hết luôn 50 kc là nó hơi bị lâu ấy, thời lượng clip nó hơi dài. Ui, Ôi, mình được cái móc khóa luôn kìa mọi giật người. cả mình, tưởng ra bộ đồ tí toang. Rồi đến lượt mình rút tham 10 này, lần này thì bạn chết đấy mình rồi, mình là gọi là thánh quay tay đây mà, à nhầm, chết, thánh quay đồ chứ Tay. nhở. Nhầm nhầm. Ôi, mỗi lần nó vào cái này cứ tưởng nó ra được bộ đồ luôn nhở, kiểu cứ bị mừng ấy. Hôm nay tính bọn mình tính ấy, mở cam luôn nhưng mà vừa vừa ngủ dậy đâm ra là mặt nó hơi ngáo ấy, anh em thông cảm nhé. Với lại phòng hiện tại phòng cam mình nó vẫn chưa set up xong ấy, để hôm nay mình set up xong rồi mình sẽ quay đồ ấy, mình sẽ mở cam, mình giao lưu với lại mọi người nhiều hơn đấy. Ok. Qua đi. Nhờ quên mất thì đang nói. Wow, à nó trùng đồ là nó sẽ đổi thành xu ấy. Đến lượt mình Mà nếu như mà quay hết xu, à quay hết UC mà nó vẫn không ra thì coi như là hòa nhỉ. Có nghĩa là bạn thì vẫn rửa bát nhỉ. Sao lại nhìn mình thế? còn bạn vẫn dọn nhà Còn nếu như mà ai ra thì người thua là phải vừa rửa bát và dọn nhà nhá. nhỏ. Đó, Ok cái này là vừa là ai quay nhở, bạn đúng không hay là mình ấy. đây là đến lớp mình đúng không? Đúng rồi. À, ok, mấy quay cái này có đúng không nhở, mình thấy nó kiểu bị sai sai ấy bạn. Tại vì lần đầu tiên mình quay cái vòng quay kiểu như, kiểu nói chung là những ai ấy, mà ngày trước đã từng trải nghiệm cái vòng quay Pharaoh ấy thì đến cái vòng quay này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng mà ngày xưa ấy, cái ngày mà ra Pharaoh ấy thì mình chưa quay, cho nên là mình vẫn chưa am hiểu rõ lắm về những cái vòng quay mà kiểu nó nhiều bộ đồ một lúc như này, mình phải chọn ấy hay là như nào ấy, mình vẫn chưa rõ lắm. Nói chung là người ít tiền như mình thì không được trải nghiệm nhiều, nên ra là vẫn đang còn kiểu hơi mơ hồ một chút. Thôi không, không chả cần ấy đâu, ấn như thế không, một tí nữa mình quay xong mình cứ ấn vào luôn, mình rút, mình rút luôn đi, đỡ phải thoát ra và lại mình phải thêm vài thao tác cũng hơi lâu, thì bỏ qua được không? Nhưng mà nó đã lên cái nào đâu bạn. Bạn phải chờ một chút chứ. Cái Không, gì nó cũng phải từ từ, đừng có vội quá. Hà Nội không vội được đâu, ok. à, đây Thanh Hóa các Thanh Hóa nhưng mà mình Hà Nội mà bạn. à thế Rồi, ba nè. À, căn ba cái xong rồi ấn bỏ qua, không biết xem clip của ai mà học được cái cách này. Ui đấy, ấn vào thêm luôn này đúng không, tội gì cứ phải thao thoát ra vào lại nó hơi lâu. Này là mình quay à, Bạn ấy. à mình bỏ qua luôn đi, quên mất đấy. Ui trùng đồ nhiều dã man luôn đấy, hết bỏ qua luôn đi bạn này, mình thật đấy. Từ đã Mình chỉ sát phạt đi cái này nha, kể cả bạn ước để đợi như nào mà nhân nhân phẩm của bạn như quần què thì nó cũng thế thôi, bạn hiểu không? Đây vậy bạn bỏ Rồi. qua như nhân cho nhanh này, nhìn con chim nó bay nhiều mình cảm thấy kiểu nó cứ bị dạo dực trong người ấy. Nãy giờ quay rõ nhiều mà bộ đồ vẫn chưa ra. Ôi thế nãy giờ quay nhiều dã man thì mà vẫn chưa ra bộ đồ Chắc nhở? là chục lần rồi đấy. Từ từ đi mà ăn bạn không được ấn của mình nhá. À thế quên, mình ngứa tay quá thật sự luôn. Đã 9 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy cái bộ đồ nào ra luôn ý mọi người. Đúng là hút máu đúng không mọi người? Ờ nói thế được, nói thế. Mình đang PR cho game đấy bạn. Bạn đừng nói thế. Không, thực ra chị cũng chia sẻ thẳng với anh em, hôm nay được bên nhà VNG tài trợ cho những YouTuber, những streamer bọn mình một ít UC, bọn mình trải nghiệm bộ đồ này, bọn mình cũng phải nạp thêm vào nữa. Đấy, cũng được gọi là bên đấy họ hỗ trợ cho một ít để có động lực gọi là review bộ đồ này. Thực ra những cái bộ đồ này thì nó không phải là nó dễ ra rồi, nó là những cái siêu phẩm bộ đồ 6 sao, nó có hết toàn bộ những cái hiệu ứng khi mà các bạn cầm những cây súng mà, đâu phải đùa đâu. Đâm ra là những cái bộ đồ này nó quay khó ra là cũng là điều đương nhiên thôi, mình cũng chẳng ngạc nhiên. Súng level 7, những cây súng À nâng hay cấp tí thì nữa nó là cũng dễ mình ra. thử 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 quay quay một một lần đi xem nào. Quay một lần nhé.
Rút một lần đi. Rút thăm một lần à, 5 lần à, hay rút thăm 5 lần này. Thử Rút xem. đi. Cái này là mình không tính nhé. Đây là ấy nhá. Trời ơi. Cái này không rút bằng tiền mà nó rút bằng cái mảnh bạc. Bạn hiểu không? Đây này, rút thăm một lần đi nè. À thế à? Thôi rút rút ấy đi bạn này. Ôi còn 14 cái UC này, thoải mái đi bạn. Đang còn nhiều lắm nên là bỏ qua đi cho nhanh thì thật. Mình quay nãy giờ còn chưa được một nửa mà mình đang có hơn 50.000 bạn hiểu không? 52.000 mà bây giờ mới có 44 mà. Bỏ qua cho nhanh đi. Rồi. Bây giờ là đến đến lượt bạn đúng không? Bỏ Ừ. bỏ qua luôn. Phải để cho lên một cái đã chứ bạn, cái gì cũng từ từ chứ. Nhưng mà mình sốt ruột lắm bạn ơi. Mình cũng sốt ruột mà. Ơ nó ra cái bộ đồ trắng trắng này sao lại kỳ vậy ta? Thôi kệ, cứ quay đi. À có nghĩa là khi mà mình ấn cái này này, khi mà nó quay trúng vào cái bộ đồ nào thì là nó sẽ ra cái vòng quay của bộ đồ đấy hay sao ấy. Đây này, kiểu bây giờ nó sẽ quay đấy đúng không? Đấy ra bộ đồ này Không, thì mỗi một vòng quay nó ra tất cả bốn bộ đồ. Ví dụ bây giờ đang là một bộ đồ màu trắng nhá. lúc nãy cũng là vừa màu trắng xong mà. Bây giờ lại bộ đồ khác này, thấy không? Đó. Sau lại một bộ đồ nữa nè. À, quay nó phức tạp nhở, ra màu trắng nữa này. Thì bạn cứ từ từ nhìn kìa. Đồ 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 khác kìa, nhìn nó. Đó, pha đen Ơi, phát nè. không này. À quên, nhầm huyết nha. Trời ơi. Quay, chiếc kiểu này khó mà có ai nhân phẩm tốt mà để quay ra được cái bộ đồ này luôn trong vòng quay lắm anh em. Mình nghĩ phải đổi thôi. Mình nghĩ là công việc của mình nó vẫn thế thôi bạn ạ. Đây là mình nha. Rồi, mình bỏ khoai lên cho bạn nha. Không, tại sao bạn lại chơi ăn gian nói dối thế nhở? Mình sợ mình kiểu mình sốt ruột lắm mình thật, bỏ qua luôn đi đấy, nhiều khi bỏ qua nó trùng nhiều đồ nó đổi ra nhiều mảnh hơn đi. Sao thế Bạn đừng có đụng vào của mình, vòng quay của mình mà. trời ơi, như này thì khi nào mình nghĩ là 50.000 UC chắc Ừ. là chỉ ra được bộ Đây. đồ thôi. Mình ra cái gì bạn biết không? Dù 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 thì nó sẽ phải hơn ra thôi. hơn 10k UC mới ra được cái dù. Chát nhỏ chát dã man luôn đi. Ô ra mũ này. Ui, nó bắt đầu nó may mắn rồi đấy. Bắt đầu nó may mắn rồi đấy, tiếp đi. Đấy, bỏ qua luôn bạn thấy không? Nó ra dễ ra đồ Đây, hơn. từ từ đã. Bạn phải đợi mình cái gì cũng từ từ, Hà Nội không vội được đâu, vội là toang đó. Nè. Ui trời. Đen một cách gọi là khủng khiếp luôn. Đây này. Nào đây này. Ui, ba đồ trùng. Bây giờ càng nhiều đồ trùng thì càng tốt đấy bạn, bạn hiểu không? Ui, lưỡi hái này, xương huyết nha, nhưng mà mình thật sự mình cũng chẳng cần cái món đồ đấy đâu. Mấy Mình cần khi huyết nha thôi đúng không? mấy khi mình nhặt cái mấy mấy cái kiểu mấy cái bộ khí cận chiến đấy đâu. Đấy. Mình chỉ thích cái bộ đồ thôi, ra bộ đồ luôn thì ngon nhỉ. Mình sẽ có nhiều cơ hội để mình nâng nó lên 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 sao hơn ấy. Tại vì mình mà kiểu đổi trong cái kia là nó mình sẽ giảm đi cái lượng gọi là cái xu huyết nha ấy, thì mình sẽ nâng nó sẽ bị hạn chế lại một chút. Ba lô kìa. Chúc mừng bạn đã có ba lô. Thank you bạn nha, đến đất mình đúng không? Rồi, được đúng một bộ đồ trùng ạ. Không, nhưng mà vòng quay là phải công nhận là nó chát đấy. Nghe nói bộ đồ Pharaoh ngày trước là có những bạn phải tới 80k UC mới nâng được 6 sao chứ cơ mà, đâu phải đùa đâu. Nhưng mà mình quay được đúng không? Của mình mà. Của mình. Của mình ấn quay mà bạn. Mình quay được mà bạn. Không, mình quay được mà. Hình như là bạn quay 2 lần thì sao ý. Không biết, không biết, không biết, không biết. Ui, Là mình đó, là mình nha. Có nghĩa ui, là bây giờ bạn phải rửa ôi, bát. toàn rồi, Không, bạn phải rửa bát, bạn phải lau nhà một tuần, ok. Mình chỉ việc nấu cơm. Sướng. Trời đất ơi, không ui, ngờ ông trời lại sắp đặt như vậy rồi. hai nồi sao? Thế bình thường bạn quay ác, bạn sao bạn quay đen, sao bạn quay ác mình, sao bạn quay hên đấy? Mình biết bây là bạn giờ quay đen dã man nên mình bây mới chơi giờ cái trò này bây giờ bây giờ bây giờ bạn bạn quay đi để lấy thêm đồ đi. đấy. Ok, thế thì quay thêm đúng không? Đấy là Đây. mình nè. Thôi, đây đến lúc mình thà thua rồi bạn quay luôn đi. Bạn là bây giờ bạn là chủ kênh rồi. Gọi là Hường Big No rồi, bạn quay luôn đi, mình chả quay nữa, dỗi. Thôi mình chuẩn bị cây chổi mình lau nhà đây. Tập dần cho quen nhỉ. Ai trời thật không ngờ đó này, bình thường bé quay ác bé đen dã man rồi anh em. Mà không hiểu sao bây giờ bé quay ác mình đỏ thế, hay là do ác thật à? Có khi nào do ác thật không? Ác thật là sao? Kiểu do quay quay đỏ quay đen là do ác ý.
ra đồ. Thôi đồ gì nữa, bây giờ mình cứ quay ra mấy cái đá thiên thạch với lại, à không biết cái đá thiên thạch thì có nâng cấp được không nhỉ? Mình chưa từng nâng mấy cái đồ 6 sao này bao giờ. Lên đầu. Được, Ra thêm mấy độ bộ đồ kia thế là đi, mình mình mới thấy bộ quay. đồ rồi. Ố, lúc nãy mình vừa để ý là còn có 30k UC, vậy là mình chỉ quay hết có 20k mà ra bộ đồ ấy bạn. Thế là mình hơi bị may mắn đấy, siêu may mắn luôn ý. Uầy, lại quay đúng ra cái bộ đồ gọi là huyết nha chứ đâu phải là ra những cái bộ đồ phụ kia đâu. Thế thật sự ấy, không phải đùa đâu. Hay bạn chờ mình một chút nhé, mình đi xuống lấy điện thoại của mình lên, rồi sau đó mình quay làm UC vào app của mình rồi quay luôn, ok? À đúng rồi, dành cho bạn nào muốn nạp UC thì các bạn liên hệ bé qua Zalo với số điện thoại là 0975 366 231 nha mọi người. Các bạn chỉ liên hệ một số điện thoại duy nhất qua Zalo đấy để bé nạp UC hộ cho. Và mua ác. Và mua bán ác nữa. Đấy, tiện thể gọi là PR cho bé một chút. Đấy, bạn nào mà có nhu cầu nạp nạp UC 0975 366 231. 366 231. Duy nhất số điện thoại đó thôi mọi người nhá. Mình để cái số điện thoại trên màn hình cho anh em gọi là dễ 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 nhìn, không các bạn lộn là dễ. Tuyệt đối là Lại thêm bộ đồ nữa kìa. Huyết nha đó, nó đổi ra cái này thành hai nè, nhân hai ôi, thế cái này nó hiếm lắm cơ. Chỉ ra nè. được có hai cái thôi Chắc á. cái đó là Mảnh như nâng kiểu cấp. về bác, như kiểu về Phiên bán bán. đó. Chuẩn 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 đúng rồi, đúng rồi, chuẩn chuẩn. Thông minh đấy. Còn cái xu huyết nha thì nó giống như bình sơn đúng không? chắc chắc thế, hình như là cái hồi trước mình đã từng xem clip của ai nhờ, của review bộ đồ Pharaoh rồi, mình có nhớ là cái đá đấy là dùng để nâng cấp thật nhưng mà mình không nhớ nữa. Hôm nay phải nhờ bé nạp UC nạp nạp mấy triệu nữa mọi người ạ. Đâm ra là mới có gọi là nhiều số xe như này để quay trải trải nghiệm. Bây giờ không biết là mình nên làm gì nhỉ? Hay là thử ra nâng cấp xem coi là được 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 bao nhiêu nhỉ? Ok, nốt lần này nha. Ok. Rồi. Đồng ý đúng không? Vậy là còn 24.000 này. Để bây giờ mình sẽ đâu nhỉ? Nâng cấp sao đúng không? Ui. Bạn ơi. Cái mảnh vàng này này nó hiếm dã man. Nhưng mà mình đổi được không nhỉ? Từ từ từ. Đổi thưởng này, mong mong rằng là mình đổi được. Ui. Cái này thì lo gì? Mình đang còn dư tận 12.000 cơ mà đúng không? 2.000 cơ. Ui. Để mình thử mua 21 cái xem nhé. Cái này để mình nâng từ 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 đi để xem coi nó như nào. Tại vì lần đầu tiên mình cái này nó hơi bỡ ngỡ anh em ạ. Nâng đi, bạn thử Ô, nâng đi. thế là để mình xem nha. Bây giờ mình tính đã bạn ơi. Ba bây giờ nhá, bạn tính giúp cho mình cái mảnh trắng trắng này, 3 này. 5 là 8 đúng không? 8 với lại 7 là 15. 15 với lại 9 là 24. 24 với lại 15 là tận 39 cái cơ. Còn cái vàng vàng này nhá, 500 này. 500 300 là 801 này. 801 với lại 1040 này. 1040 với lại 100 là 1300 này. 1300 với 100 là 1400 cơ, vì mình phải đổi cái này. Từ bây giờ bạn cứ nâng 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 lên một đi xem nào, nâng lên hai đi đã. Không, từ từ bạn 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 1400 đúng không? Mình ấy được mà. Ui cái này quay nhiều lắm bạn ơi, mình nghĩ phải quay hết 50k UC lại quay luôn đi. Không không, phải quay. Bạn cứ đổi đi đã, bạn cứ nâng Không lên đi quay, đã. mình thiếu tin mình đi. Cái này mình quay rồi, à mình đã xem người ta trải nghiệm rồi. 50k UC để max 6 sao là hiếm lắm. Phải gọi là siêu nhân phẩm luôn, không phải đùa. Quay tẹt ga đi bạn ơi. Bỏ qua luôn cho nhanh. Sao cái trắng trắng ghi chữ ít ra ấy nhỉ? Trắng trắng là cái gì? Nó hiếm mà, nó giống như cái mảnh tăng cấp đi. Hoặc mình ra cái xu này mình đổi cũng được chả sao đâu, nhưng mà nó hơi ấy thôi. Nó ra cái trắng trắng đây, cái vàng này cũng được này. Đấy trắng trắng đây. Ô thế là hên đấy, da trắng đây là hên đấy. Nhân nhân phẩm hồng cơ mà, đâu phải đùa đâu, ngang mảnh tăng cấp đấy, không đùa đâu. Vàng kia cũng vàng kia thì mình đổi thôi, quan trọng là cái trắng trắng ấy. Nhưng mà bây giờ bạn bạn lên được mấy rồi? Lên được 3 hay 4 rồi? Mới lên được một thôi. Thế đó. Nó khó mà. Lên được 2 chứ. Hai thì mình phải đổi hết trong cái kia thì mình mới lên được ấy. Cái này cũng nâng nó tận những hai món đồ chứ nó không như súng. Súng là chỉ cần mảnh nâng cấp, nhưng mà cái này ở đâu cả bình sơn nữa mà. Nhờ. Ô trắng này. Trắng là hên đấy bạn. Nãy giờ mình không để ý đang trắng luôn nhờ, không biết là nãy giờ quay được bao nhiêu cái luôn ấy. Bây giờ đồ trùng ra càng nhiều thì càng tốt thôi.
Ủa thế là lúc nãy là Bây giờ mình chỉ muốn ra pha lô ông một lần nữa này là nó ra hai cái trắng. ra hai trắng á? Ừ. Ủa sao không ra được ba trắng giống giống như Thì súng nhỉ? thế. Có lẽ định nói định hỏi đó. Thế là vòng quay này cũng chát thật ý. Này lại ra Đây, tiếp ra này. trắng kìa. Ừ ra nhiều nhỉ. Thế nhiều gì mình thấy bạn quay mấy lần thì mới ra một được một cái trắng. Ủa thế sao nãy giờ mình quay quá Ê, trời mụ, luôn. lại lại một lần nữa ấy kìa. Ấy dù. Dù à. Nói chung là khi mà mình đã quay cái vòng quay này này, giống những cái vòng quay như này này, khi mà mình đã quay full vòng trải nghiệm, mình đã có hết những cái bộ đồ mà đã có trong cái vòng quay, là khi những cái vòng quay tiếp theo là nó sẽ tỷ lệ ra nó sẽ cao hơn. Đấy. Vòng quay này nó càng ra nhiều thì nó sẽ à, càng quay nhiều thì nó sẽ càng tỷ lệ đồ nó ra nhiều hơn. Chứ còn để mà quay được những cái món đồ hiếm trong những cái vòng quay hiếm như này mà ở những cái vòng quay đầu thì khó lắm, thật sự khó, như kiểu gọi là mò kim ở dưới biển ấy, hiểu không? Dù nữa kìa. Ôi lúc nãy mình mới quay trùng ra cái đồ gì mà nó đổi tận 100 cái mảnh mảnh ấy luôn, xu luôn ấy. Đây này 100 cái này, ra cái gì nhỉ? Mình chưa kịp nhìn đấy nhỉ. Dã man thật ý. Vừa nói xong mình quay trùng nhiều cái đấy dã man luôn. Ai cả mặt nạ cú đêm ạ. Tí đổi đồ mà. Không, cái này là chỉ là nó có mình chỉ sở hữu để mình mặc thôi, mình không thích mấy cái mặt mặt nạ đấy thật sự luôn. Chỉ cần mỗi bộ đồ thôi thật sự. Ui trùng nhiều này, 5 món luôn. Bạn thấy mình quay được không? Ừ. Ba lô ông nè. Ờ hình như là mình còn có 6.000 UC thôi bạn này. Đâu? 5.700, quay 10 lần nữa. Kiểu này chắc phải nhờ bạn nạp thêm ấy. Cái này là được được bên VNG họ hỗ trợ UC rất là nhiều rồi đấy nhá, mà mình đã quay mình mới nạp thêm một chút nữa thôi mà vẫn không ăn thua đâu nha, bạn phải nạp thêm nữa đấy. Ơ bây giờ cái mảnh trắng trắng ấy bây giờ nó hiếm nhỉ. Thì nấu ơ chơi chờ mình đi lấy điện thoại nhá, Ờ mọi người chờ mình một chút nhá. ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay tiếp nha mọi người, vẫn đang quay thôi. Còn 1.500 quay 3 lần x10 nữa. Lại phải nhờ bé lấy điện thoại để nạp UC tiếp để quay tiếp rồi anh em ạ. Kiểu này lại phải nạp mốc 2 triệu nữa mọi người ạ. Không biết hôm may mà hôm trước vừa mua cho bé cái ghế, hôm nay bé dễ tính thế, nạp UC chứ bình thường như người khác là không, không, không đâu. Trời ơi đáng yêu thật sự. Rồi nha, bây giờ mình sẽ để mình xem nào. Bây giờ mình sẽ đổi cái mảnh trắng trước đúng không? Mình cần cái mảnh trắng trước. Nâng cấp sao này. Bây giờ nha là mình có 13 này, 3 là 10. 5 5 3 là 8. 8 lại 7 là 15. 15 với lại 9 là 24 à. Mà mình có 13 rồi. Hãy để mình xem đấy. Trước mắt là mình sẽ nâng lên 4 trước đi, đúng không? Mình sẽ đổi mình nâng cho đủ lên level 4 để cho nó có cái hiệu ứng đấy này. Thông báo giết này này. Rồi sau đó nếu như mà xác định mà đã nâng max thì mình đã đổi hết rồi đúng không? Bây giờ mình đang tính là mình chỉ nâng lên 4 trước thì mình sẽ đổi đủ cái số lượng mảnh lên lên 4 trước đã. À bé nạp OC luôn à? Không, mình phải nạp UC cho khách đã, khách vừa chuyển 6 triệu. À rồi ok. 6 triệu, ở đâu 10 triệu chứ. Rồi để mình thế thì để mình nâng lên 4 trước đã nha anh em. Cái này nó hơi lâu một chút. 3 này, 3 5 là 8 này, 8 lại 7 là 15, mình sẽ đổi hai cái nữa là đủ luôn này. Đây, đổi thưởng đúng không? Hai cái nữa thôi. Đấy, mua ok đá thiên thạch. Hàng hiếm đấy anh em. Cái này mình nghĩ mình phải đổi thật nhiều. Nó giống như cái mảnh sơn đấy mọi người. Nhiều khi mình phải bỏ UC ra mình mua cái này chứ đâu phải đùa đâu. 3.900 nhá. Rồi. Đồng ý luôn đi. Vậy là mình đã hết sạch luôn. Để xem coi là 52 UC hôm nay sẽ nâng được lên level bao nhiêu. Đấy là các bạn sẽ hiểu rõ nhất về cái món đồ này với số lượng UC. Lên 2 sao này. Uầy, xịn xịn xịn. Trang bị điều cảm ạ, đồng ý luôn. Thôi tí nữa đi, từ từ đang nâng cấp mà. Nâng cấp sao này. 3 sao này. Ô, thế là nâng được cả lên lên 4 sao đấy mọi người. Đồng ý. Nâng cấp này. Rồi. Vậy là 52.000 UC. Chỉ nâng được lên 4 sao. Thế á. Sở hữu được Pharaon, nâng được 4 sao luôn. Nói chung là còn giao hiên xui nữa đúng không? Không biết là đen hay đỏ thì các bạn hãy comment cho mình biết nhé, tại vì mình chưa từng quay những cái món đồ, những cái món siêu phẩm như này, đâm ra là mình vẫn chưa rõ nó như nào. Còn lại là đang còn level 4 với lại à còn 5 sao và 6 sao nữa.
Ê, nhưng mà có ai giống mình không? Mình thấy cái ngoại trang level này nhìn trông nó vẫn hài hòa hơn, nhìn trông nó vẫn kiểu gọi là bụi bặm hơn, giống như phong cách của mình ấy. Những ai mà thích cái phong cách bụi bặm thì các bạn có thấy là cái skin ở cái mức level 3 sao như này nó đẹp hơn là cái hình dạng cuối này không? Đấy. Cuối cùng này thì trông nó kiểu nó xịn sò hơn, trông nó kiểu hoàng gia hơn đấy, nhưng mà nó vẫn có đẹp nhỉ. Công nhận cái mũ nhìn nó đẹp dã man luôn đấy. Mũ nó có một cái lông kiểu lông hồng ấy, nhìn đẹp dã man luôn, nhìn trông xịn đấy. Nhưng mà cái này nhiều, nó nhìn một kiểu màu đỏ thì nó nhiều hơn, đâm ra là nhìn nó mất đi cái sự hắc ám, nó mất đi cái sự cứng cáp của cái bộ đồ đen này nhờ, đúng không? 3 sao nhìn trông nó vẫn kiểu cứng cáp hơn, trông nó kiểu hắc ám hơn. Một thì nó lại kiểu nó hơi sơ sài quá đấy. Thôi để mình, nói chung là ok thì clip hôm nay chắc là mình xin dừng, tạm dừng đã. Nếu như mà sẽ có clip nâng full sau thì, nếu như mà có nâng full ấy thì sẽ có clip sau cho anh em nhé. Còn hiện tại hôm nay mình đã quay hết 52 KOC để có sở hữu được cái bộ đồ thánh giáp huyết nha ở mức gọi là 4 sao, với có cái thông báo diệt này, có cái ngoại trang nâng cao này, có cái tương tác đồng đội này, đeo mặt nạ cho toàn bộ team này, và ngoại trang cơ bản thôi. Còn nếu như mà lên được 5 sao thì mình thấy nó có cái chấn động bất ngờ này, trông nó cũng khá là xịn đấy. Độc quyền đảo hồi sinh à. Có nghĩa là khi mà các bạn vào phòng chờ cái lúc ở đảo hồi sinh ấy, các bạn ấn vào cái hiệu ứng này thì nó sẽ ra như này, mọi người sẽ nhìn thấy được, trông gọi là rất là kiểu chất chơi đấy. Cảm giác mình đẹp trai dã man luôn. Xịn nhờ. Ôi, nó lại còn đeo cả bộ đồ này này. Ê, hay là bé ơi, bạn làm cho mình móc 2 triệu đi. Mình thấy nó đẹp quá. Thật sự luôn. Ơ nhưng mà đang cần tới 9 mảnh. 2 triệu được mấy nghìn ta? Đủ không? Còn mốc khuyến Ờ, mại bao nữa. nhiêu rồi? 5136 5136 79 729 79 729. 729 Rồi. XLBN được 7 79 8 nhá. 8k UC cho là 8k luôn đi. Ờ, ok. Còn mốc còn mấy cái mốc nhỏ 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 mà đang được khuyến mại ý. Nạp luôn giúp mình được không? Ok. Trời ơi, hôm nay đáng yêu thế nhở. Nhưng mà thật sự bộ đồ này anh em, nhiều anh em đang thèm ấy, quay được đến 4 sao rồi. Từ vào UC chưa? Từ 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 bạn bạn chờ xem vào UC chưa nhá. Ok. Thế trong phần đổi thưởng này, à đây. Cái là trang phục đại bàng đen đúng không? Là đây là thánh giáp đúng không? Hay là cái này là đầu phụ nhỉ? Này may mà mình không quay à, may mà mình quay ra được cái bộ đồ đấy, chứ nếu mà mình không quay ra mình lại phải đổi cái này mất thêm 1.000 nữa, mình lại mất mất đi 1.000 cái xu huyết nha, thì mình lại bị mất đi bao nhiêu cái mảnh này để mình đổi ấy, hiểu không? Nói chung là bộ đồ này Ơ sao chưa vào UC nhỉ? Chưa tiền rồi đấy. 8k rồi này. Còn còn những cái mốc mà nhỏ nhỏ mà được khuyến mại ấy. Mình đang làm nốt đây. Cái mốc mốc 500 ấy. Lúc nãy hồi sáng bọn mình đã nạp mốc mốc 1 triệu rồi nhỉ. À, 10.000 rồi này. Thôi 10.000 thôi nhỉ. Rồi, 10.000 UC nữa. Tiếp tục khô máu lại cái vòng quay huyết nha này. Ui, clip cũng khá dài rồi anh em ạ, 30 phút rồi. Rút thăm một lần nhá. Đây, ăn hết bộ đồ này đúng không? Xong rồi quay này. Như thế cho nó chắc ăn. Một lần Ui, đen không này? Trông đen không? Thấy bạn quay đi bạn đây, mình thấy bạn quay đen à, đỏ hơn mình ấy. Đấy, nó dài như thế là nó sẽ được nhiều cái xu ở ấy hơn, mình đổi hơn. Trời ơi. Đau thận quá mọi người ơi. Đau thận quá. Ôi cái ơi được cái ấy kia trắng trắng kìa. 4 lần đúng không? 4 lần mới ra được một cái mảnh trắng trắng đúng không? Mảnh gọi là đá đá thiên thạch. Gọi là đá thiên thạch đâm ra là nó hiếm dã man. Mảnh vàng kia thật sự phế lắm, một cái. Ủa mà sao cái đấy, cái mảnh đấy nó toàn nâng cấp như bình sơn mà sao nó ra. Ôi, ra luôn cái nữa kìa. 5 lần chưa nhỉ? Ừ 5 lần rồi, đây là lần lần thứ 6 đây.
5 lần ra hai cái là cực kỳ hên đấy bạn. Nó không khác gì cái mảnh tăng cấp đấy. Ừ. Công nhận là cái này chát thật sự. Lần đầu tiên trải nghiệm những cái thánh giáp như này, phải công nhận là chát. Tại vì nó đẹp mà. Nó lại có gọi là full cái hiệu ứng tiêu diệt cho tất cả những cái dòng súng khi các bạn cầm cơ mà. Nên là nó cũng có, phải có cái giá của nó thôi. Như súng level 7 đúng không anh em, phải sở hữu cây nào thì nó mới ra cái hiệu ứng của cái đấy. Nhưng mà cái này sở hữu giáp là nó sẽ full súng cho các bạn. Kể cả cái này bạn các bạn cầm lục các bạn bắn nó vẫn ra hiệu ứng diệt cho các bạn luôn. Xịn vậy. 7 lần. Vòng quay này thật sự là để trải nghiệm vòng quay này thì nó rất là mất nhiều thời gian. Đã 30 phút trôi qua rồi, khá là dài rồi anh em ạ. Các bạn chịu khó gọi là xem hết cái clip gọi là bọn mình nâng cấp cái thánh giáp này lên. Không được 6 sao thì cũng phải cho 5 sao nha anh em. Nhà nghèo cũng phải cho cụ tèo nó tốt nghiệp đúng không. Còn lên 6 sao là cho nó đã đi thi đại học rồi. Được bộ quần áo nhỉ, nó được lên hai cái mảnh trắng trắng ấy. Trời ơi, quần áo là ra được một cái là may mắn lắm rồi đấy. À, mình ra hai cái đúng không? Ừ, mình ra hai cái. Thế là may mắn lắm luôn rồi ấy, thật sự luôn. Quay 50k UC mà quay ra hai bộ nâng được lên 4 sao là gọi là hên dã man ấy, đâu mà đùa đâu. Bạn còn nhớ cái ông mà hôm qua nạp 20 triệu nhỉ? 22 triệu. À đúng rồi, 22 triệu nạp 10 lần. Anh đấy vừa nạp thêm 3 gói nữa đấy. Chắc là không đủ ấy. Ừ đúng rồi, hôm qua có một khách hàng nạp OC ở chợ bé mọi người. Nạp 22 triệu tiền Việt Nam là được mấy nhỉ? Được mình, tổng là được bao nhiêu chơi nhỉ? 79k OC phải không? Ừ. Ừ, mà được bé khuyến mại thêm 2k OC nữa là... 2K. Ừ, hơn 2k là 81k OC. Với lại hình như là anh ấy đang có sẵn đâu 3k nữa, là anh ấy có 84 hay 85k nữa đúng không? 86k. Ờ 86k mà bây giờ lại vừa nạp thêm 3 gói mất 2 triệu nữa đúng không? Là 7321 là phải mất không, hình như là phải 100 OC thì anh ấy mới nâng được lên 6 sao hay sao ấy. Anh ấy hôm qua cũng tính nạp OC để nâng cái bộ đồ này lên 6 sao mà. Thế là các bạn thấy cái bộ đồ này chát như thế nào? Một cây, nói chung là một bộ đồ này phải bằng 2 cây 7. gần bằng đấy, gần bằng. Nhân phẩm tốt thì... Nói chung là nhân phẩm tốt của bộ đồ này thì sẽ bằng 1 cây 7 khi mà nhân phẩm đen. Còn 2 cây OC thôi, nào ra đi nào. Chết rồi, sợ mình sợ không đủ với bạn ơi. Kiểu này... thôi cứ quay đi để xem đã. Nhưng mà nãy giờ mình thấy 10k OC mà bé quay ra được đâu về 3 hay 4 cái mảnh đá thiên thạch ấy cũng khá là hên đấy, đâu phải đùa đâu. Bỏ qua đi bạn ơi. Đấy, ra thêm nữa kìa. Xịn đấy nhờ. Kiểu này nay phải nhờ bé quay thôi mọi người ạ. Bé quay hên hơn mình, công nhận luôn. Nó là đỏ kìa. Đỏ này trùng thì nó sẽ đổi được. À mà cái mấy cái hiệu ứng này nó ít lắm. Nó ra cái bộ đồ hay nó ra cái ba lô hay cái dù ấy, nó sẽ ra nhiều hơn. Dù kìa. Ừ, dù được 50 kìa. Rất là ra cái gì mà đổi được tận 100 cái nhở. Mấy lần mình quay được mà mình không kịp nhìn. Dù 50, ừ. Ơ, còn có 4 câu xe, không đủ. Không đủ à? Thế thì thực... Không, từ. Okay. Bạn ấn vào để mình xem nha, ấn vào. Đây, để mình cho. Nâng cấp sao này. Vậy là mình thiếu 4 cái nữa đúng không? Mình sẽ đổi 4 cái trước, sau đó mình sẽ đổi hết cái mảnh vàng. Là sẽ đủ thôi. Đổi thưởng này. Sẽ đổi 4 cái này. 2, 3, 4 này, rồi. Đồng ý. Ui, cái này được mấy cái ta? Thiếu cái này rồi bạn ơi, nó giống như bình sơn ý. Thiếu nhiều lắm. Bây giờ bạn đang cần bao nhiêu cái? Đây, để từ từ để mình đổi hết đã, để xem coi bao nhiêu. Cái này để mình xem là cái này mình dùng UC mình mua thì nó sẽ rẻ hơn ý. Đây nha, nâng cấp sao đúng không? Mình đang cần 162 thì mình đang cần 150 nữa. Thì bây giờ mình đủ chưa? Thiếu, đây 150 bằng vàng này này. Cái này mình mua được không nhở? Nếu mà mình mua được ấy thì nó sẽ rẻ hơn hay sao ấy, nghe nói thế.
đúng không ta? Mình thử vào cửa hàng nhé để xem đã. Bây giờ phải tính kinh tế đấy anh em, đau thận quá rồi, thề luôn đi. Đặc biệt này, nó có bán trong này không ta? Không biết. Hay cái này bắt buộc là mình phải quay để mình đổi hay sao ấy nhở? Chỉ có đặc biệt thôi. Bạn lướt từ từ thôi chứ. Bố cao này bố mới mua cái gì, người ta đang quay đùa. Số nhà 14A ạ. Được rồi, anh chờ em nhé, em chạy xuống luôn. Từ đã, nằm 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 cho mình mốc 2 triệu được không? Ê bạn đặt đi, không phải dùng Face ID nhưng mà mật khẩu điện thoại của mình luôn đấy. À rồi ok. Bây giờ mình phải Mật nạp. khẩu điện thoại mình luôn. Đâu Đây chỗ đây nào đây nhỉ? đây này. Đây đúng không? Nhập ID vào. À rồi ok. Không có Face ID thì nhập mật khẩu khác không? Ok. Các bạn đợi mình một chút nhé. Thôi kiểu này phải khô máu rồi anh em ạ, đậu xanh. Kiểu này phải khô máu thôi. Thanh toán ngay này. Ui thật là đau thận. Rồi đấy. Rồi xong rồi, lại thêm 8.000 nữa. Đậu xanh sao nó đen đấy. Nãy biết thế mình từ từ mình hãy đổi cái kia. Lỡ nó ra cái mảnh mảnh thiên thạch nữa thì nó lại thừa lại phí đi nhỉ. Thôi không sao. Quay luôn nào, nhanh nào. Mình quay ra chắc là nó cũng trả ra cái mảnh thiên thạch đâu. Đổi thiên thạch hơi vội. Mang lên mình quay cho. Và bây giờ nó cũng thế này à, quay nhanh thôi. Thế là mình ra được bộ đồ thì là may mắn, nhưng mà mình quay ra cái mảnh thiên thạch thì nó lại đen đấy. Ra được ít mảnh thiên thạch dã man luôn đi. Công nhận là đen thật. Cái ba lô là được 100. Ba lô được 100 cơ à? Ừ. Ui, được thế nhỉ? Từ từ đợi dừng mấy bạn này, từ từ dừng dừng nha, dừng nha. Xong này mình đổi tiếp đi. Rồi ok dừng. Ui, 2.000 rồi đã, đốt nhẹ cái 2.000 luôn. Vãi nồi thật. Dã man thật đi. Đổi thưởng này. 150. Ui. Bạn ơi. Lại phải quay tiếp bạn ơi, vẫn chưa đủ. Ui, vẫn đang còn thiếu tận 50 cái nữa. Trời ơi, bộ đồ đau thận. Bộ đồ đau thận quá. À, sao đồ kìa? Ui, vãi nồi ạ. Mình lại đổi mất cái, lại còn dư mày nâng cấp này, nó muốn cho mình nâng lên 6 sao hay sao ý. À, ra Ui. hai cái nữa kìa. What the? What the À, hết hết OC hơi? rồi. What the hơi? Từ từ mình đổi thưởng đã. Vãi nồi thật. Unbelievable. Trời ơi, không có tin được. Tại sao cái cần ra thì nó lại không ra thế này? 79 cái nữa. Ơ hình như đủ. À đâu, không được. Tại bạn này. Ơ từ từ đây này. Đây này, đây làm sao? Không đổi nữa, còn 9 cái không đổi nữa. Đổi làm sao được? Đổi mình đổi cái vàng vàng này này. Ơ mình tưởng cái này ví dụ như mình ấy thì mình nhận được quà mà, phần thưởng này. Ừ nhỉ, cái này nó không giống như kiểu ấy nhỉ, không 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 có mốc quay để mình nhận thưởng như trên súng level 4 nhỉ. À súng level 7 nhỉ. Phần thưởng đã được lưu này. Cái này là à, phần thưởng là mình ấy thôi. Đây cái này, à đây từ từ. Cái này là cái gì đây? Ấn vào đây. À đây mình chọn đây này. Đồng ý rồi. Là sao bé đã tự động cầm điện thoại để nạp cho mình. Thôi thằng 13 mấy. mọi người ơi, 5136 79 729. Mình nhớ luôn rồi, bạn khỏi phải nói. Để mình xem nào, cứ nạp ít một rồi mình quay từ từ đi để xem như nào nhé. Đang
Không, nhưng mà bộ đồ này nó tốn Bạn cứ quay dần đi. ok, được 2 lần là 6 trong 1 lần là Bạn nghìn cứ một. vào đi. Bạn làm cho mình mất 1 triệu, mình thật mất 1 triệu mới đủ ấy, mình nói thật đấy. Bạn cứ vào đi. Ok. Chưa bao giờ mà mình quay đồ mà mình cảm thấy kiểu nó ngại ngùng thế này. Ôi, lại ra thế này. Đùa, kiểu này là lên 6 sao thật rồi. 6 sao. Quay đi là vừa ấy, vào ú xe rồi. Rồi 4 là ok, thôi đừng quay nữa nhé, để à, đừng làm nữa nhé, từ từ nhé, để xem. Hy vọng là đủ luôn cái số của xe này, đậu xanh. Chà tê nhờ. Đâu cũng ra nhiều đồ trùng mà, đấy, ui. Ủa, cái game này. Thật ra bạn đó. Biết thế mình từ từ mình sẽ đổi cái đấy, xong rồi mình quay đi, mình tính ra cái kia sau. Vãi chưởng thật đi. Xem đủ chưa? Ui, 100 rồi. Mình vừa à quên mình vừa quay ra được cái ba lô, đổi ra được cái 100 cái, nó được bao nhiêu luôn đi. Hình như là mình nghĩ là đủ rồi, 42 cái là đủ rồi đấy, đủ đủ luôn rồi, đủ đủ vừa đủ luôn. Ờ à, đủ luôn. Nâng cấp. Mai nổi dư tận những 6 6 đá ấy luôn ạ, 6 đá thiên thạch luôn ạ. Phí nhỉ. Thôi không sao. Rồi mình đã nâng được lên lên 5 sao, chắc là dừng thôi, không lên được 6 sao đâu. À không không lên đâu, nó tốn tốn thận lắm anh em. Công nhận là bộ đồ này. Thế là mình nãy giờ là mình nạp bao nhiêu? Mình có 52 đúng không? Mình nạp thêm 2 mốc 2 triệu đúng không? Với lại một một mốc 1 triệu nữa. 2 mốc 2 triệu, 2 mốc 1 Là triệu, khoảng 25k UC 1 nữa đúng mốc không? 500, 1 mốc 200. Là khoảng 25k UC nhỉ? Hơn. Hơn đây là cho là 30k đi, với lại cái 50k kia là 80k UC thì đúng luôn. Mà mới được 5 sao đấy. Anh kia phải nâng 100 hơn 100k UC vậy để nâng được lên 6 sao ấy. Thôi vậy là mình đã mình đã có cái bộ đồ thánh giáp huyết nha 6 sao với mốc 80k UC nhỉ, phải 80k, cho là 80k đi. Anh em xem lại clip thì các bạn tính giúp mình nhá. Đây mặt nạ của nó đây, mặt nạ của nó thì trông nó hơi bựa. Cái này là cái bộ cái này là của cái bộ đồ kia hay sao ấy, chứ là cái này thì mình thấy nó xấu lắm. À cái này mình không trang bị thì nó sẽ ấy ấy mặt nạ cho mình. Ui xịn thế nhở, mà mặt nạ này kiểu thế nhìn nó không không được hợp cho lắm nhở. Thêm quả gọi là ấy nữa, móc này đấy, full gọi là hết nha cho anh em nhé. Đau thận. Quá đau thận luôn. Thôi vậy là clip nâng cấp thánh giáp huyết nha chắc là mình dừng thôi, rất là dài rồi, gần 1 tiếng rồi anh em ạ. Thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đến thời điểm này, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. Các bạn hãy cho mình một nút like và một nút share để nếu như mà click vào quảng cáo thì càng tốt, để mình gọi là có tiền ăn tháng này không bây giờ. Bye bye mọi người nha, mình là bé đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người xem live vui. À xem clip vui vẻ. Ok, à đừng quên các bạn nếu muốn nạp UC để muốn gọi là sở hữu cái bộ đồ này thì các bạn liên hệ bé qua Zalo là 0975 366 231 nha, duy nhất số điện thoại đấy thôi nha anh em. Thì ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người clip trải nghiệm bộ đồ này trong một game đấu solo squad nha. Bye bye anh em.